Bữa giờ mấy bạn kêu mình cho coi mấy cái clip mà về cái con quỳ mà nó ghép đôi lại á. Thì bữa nay mình cho các bạn thấy nè. Đây nè, đây là cái con quỳ mà nó ghép đây nè. Các bạn có để ý không? Cái phần này nè. Cái phần thịt màu trắng này đó. Chính là của cái con màu vàng ở đây nè. Còn cái phần thịt màu đỏ này nè. Màu đỏ ngay đây nè. Chính là của con màu đỏ ở đây nè. Thì bữa nay mình thấy cái hiện tượng á, là cái con màu đỏ này á, nó lành lẹ quá các bạn. Cái cục thịt nó ôm lại. Thì cái cục thịt, cái phần thịt này nè, chính là của con màu vàng á. Bây giờ nó chỉ có một dính một khoảng vậy thôi à. Đó các bạn thấy không, nó dính có một khoảng thôi. Thì hai đứa nó đang ôm với nhau á, nhưng mà mình thấy là thằng này nó lành lẹ quá rồi, cái thằng màu đỏ này nó lành quá lẹ. Mình đang suy nghĩ là có thể là nó sẽ lấy một phần thịt của con màu vàng này thôi. Chỗ này thôi. Thì nó sẽ tách ra. Có nghĩa là chúng ta đã thất bại rồi đó, chúng ta không ghép được hai con, nhưng mà dù sao đi nữa thì cái con màu đỏ này nó vẫn đã giữ được một phần thịt của con màu vàng này rồi. Thì cứ mỗi lần thất bại nha, mình phải tốn hết 3 tháng để mình có thêm một con quỳ vú hoàn chỉnh để mình làm lại lần nữa. Nè, các bạn nhìn thấy không? Một số anh em hỏi nè, cái phần màu trắng này nè chính là của con màu vàng, cái phần màu đỏ này nè, hình hình cái trái tim đó, chính là của con màu đỏ. Thì cái con này nó lành quá lẹ đi. Có thể là trong quá trình mình cắt á, thì mình lựa cái con giống này nó bự quá, còn thằng này thì nó nhỏ quá, cho nên á, khi mà tụi nó ăn nhập với nhau á, thì nó ăn không kịp. Thằng này nó khỏe quá, nó lành lẹ, còn cái con vàng này thì có vẻ như là nó chưa hợp thể được á, cho nên mình nghĩ là chắc chắn vài bữa nữa sẽ bị đá ra. Anh em nhìn thêm đó, cái chỗ này là cái chỗ giao nhau của tụi nó nè, thấy chưa? Đó, nó giao nhau một khoảng màu trắng ở đây. Thì cái này mình cũng rất là bất ngờ luôn á, mình thấy mình chỉ là thí nghiệm thôi á, nhưng mà thật sự nó dính, nhưng mà mình không biết là sau khi nó dính xong nó có bị hoại tử hay không, cái đó mình chưa biết được. Nhưng mà mình thấy cái vấn đề rất là tiếu nè, zoom ở trên xuống cho mấy bạn coi đấy, nó dính vô. Mình nghĩ là có thể là nó thành một con quỳ vú hai đầu, hoặc là hai cái đầu nó dính với nhau và hai cái chân thì lại khác. Đó, anh em xem nè, rất là rõ ràng luôn, thằng này nó lành lẹ quá, nguyên một cái khoảng đỏ này luôn. Thì nói chung là bữa nay là cái ngày thứ thứ ba tụi nó dính với nhau rồi, nhưng mà sau khi nó dính với nhau xong thì mình thấy là giống như là cái con này nó lành lẹ, còn cái con này nó lành chậm, mà cái con này nó có xu hướng nó bò đi chỗ khác. Lúc đầu thì hai đứa nó ghét nhau, nó có cảm giác như là nó tưởng là cái con bên đây á là cái con thân 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 thể của nó hồi nãy. Nói chung là cái con này mình cắt ra thôi, thì lúc mà cắt ra nó có cảm giác như là à, cái thần thân thân bên kia là của nó tính ghép lại, nhưng mà vô tình thằng này chui vô, bạn hiểu không? Thì nó ăn cái phần này. Thì cái này mình cũng âm mưu mình làm lâu lắm rồi, bữa nay mình làm thì mình thấy nó cũng được được. Nói chung là kế hoạch này thì dừng 20% thành công thôi, nhưng mà được lần này thì sẽ có lần sau. Đây, quay lại một lần nữa cho mọi người coi. Đấy, nó dính kỳ cục lắm đó, bây giờ nó dính như vậy đó, bây giờ không biết sao nữa. Cái chỗ này nè rất là tiếu, nó ăn vô có chút xíu à, nó ăn xong nó câu cục thịt nó đi vòng 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 đây nè. Sẽ nghĩ qua bèo lem chút xíu nha anh em, cái này không lận gương vô, không lận gương vô là không có lừa tình, không có bán buôn gì được đó. Khổ gì đó. Nó có con bèo lem ba màu à, xanh đỏ cam nè. Nói chung là đó, lần gương nhìn thấy chưa, khác liền thấy không, anh em thấy khác liền thấy không, nhìn trên xuống này. Đó, cái này là cái hồ trên phòng mình nha anh em, chứ không phải là cái hồ dưới, hồ trên phòng thôi. Còn hồ dưới thì mình làm miếng quay quá, nó bự quá, nhiều quá, đi quay vòng vòng cực, mỗi lần quay như vậy là phải chà hồ rồi cạo rêu được lum la cực. Hồ này thì mình mới làm có hồi tháng 8 thôi, bữa nay là tháng 3 đó. Tháng 8 là mới vừa mua hồ mua đồ về làm thôi đó. Chạy cycle khoảng chừng tháng. Rồi sau đó là cứ bơm san hô liên tục vậy thôi. À, nguyên chùm búa luôn rồi. Lấy lần hai ba chục con và dán tà le tà lưa, biết bán chừng nào mới hết, khổ ghê. Nhưng kiểu này chắc chắn là không thành công rồi. Xong cái vụ này thì mình sẽ cố gắng tiếp tục để mà tạo được con quỳ vú hai màu. Nói chung là mình rất là đam mê quỳ vú. Cũng sưu tập mấy con nè. Đó các bạn thấy không nè, con này đỏ thường nè, trong khi có mấy con cam lửa nè. Đó,
Con này thì khỏi nói rồi, con này ai cũng khoái nữa. Con này thì hiện giờ nó đang bị cái màu sắc nó đang bị loạn xạ, tại vì mình làm nó bị stress á, cái màu nó loạn, chứ thật sự cái màu nó là màu màu máu, màu đỏ dưa hấu đỏ quét luôn á, rồi trên đỉnh nó vàng khè luôn. Mà cái đỉnh nó ngộ nha, đôi lúc vàng đôi lúc chuyển qua màu xanh, nói chung nhiều anh em qua đây cũng thấy rồi, cũng cũng chốt nhưng mà không có bán được đó. Nó nè, con này nhìn trong hình thì thấy nó thường lắm nha, nhưng mà các bạn nhìn qua đời đi sẽ thấy rất là khác đó. Bây giờ mình qua đèn xanh nè, đó chuyển qua đèn vàng nè. Cái này là đang xài cái đèn Hara nha các bạn, cái hiện giờ cái màu này là màu màu blue rachel nha các bạn, chứ không phải là deep blue nha. Còn deep blue thì lát khoảng như 9 giờ mấy 10 giờ nó mới chuyển qua màu đó, thì mà mất công quay đi quay lại đó, đó anh em thấy không. Đây. Thôi, cảm ơn anh em đã xem clip mình nha. Có gì thì mình sẽ update thêm.